trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Chưa một năm nào mà có nhiều những câu chuyện hay như năm nay ở Rap Việt. Chúng ta được gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh thực sự là đặc biệt, gây một cái niềm cảm hứng rất là lớn dành cho những người yêu hip hop như chúng ta. Cho em xin lỗi một lần, em năn nỉ. Hả? Ủa gì vậy? Cho em một lần nữa được không ạ? Được. Và em là Quang Anh, mà biệt danh của em là Rider. Em bị tên DJ How và cho em Scorpio số 1 ạ. Hãy nhìn vào sâu bên trong đôi mắt của anh em thấy gì? Em muốn sao mà baby? Do you feel amazing, amazing, yeah, yeah. Cho em đi vòng số 3. Make some noise, yeah. Let's get it, get it. Easy boy right here. Let's go. Gucci bag, trên bờ vai, Rider flex, mang chất trời, giữ khoảng cách, lift the mic, vocal strip, đang rất lời, burn the stick, cùng đi chào, on the track, ta chơi mini show, mang phong cách mà em bảo là châu mắt, xin là chân này không hách, để mình đi theo. Mấy xem ai chơi trở lại, lắng nghe xem ở trong con flow này ai mang hơi thở ngoài, keep the S to the A, mi lô ơi, hôm nay anh lỡ dài, tuyên hơi bé, nhưng âm thanh theo chơi cỡ đại, anh khiến chúng nó rơi trở lại và xuất phát trên thẳng tay. Hết tôi rapper mà anh chẳng hay, nghe tiếng gọi văng vẳng đây, flow điềm đạm mà nó vẫn bay. Yo baby so cute, anh cảm may mắn trong em có biết là anh vẫn chờ đợi một lời đồng ý từ em. Hãy chấp nhận đi và hãy cùng anh mình bước cùng nhau vượt qua buồn đau, rồi chỉ cần nhau rồi mãi bên lâu, tình chỉ làm sao không có buồn rầu. Anh cần em mà lấy đi, cần em đi cùng anh thôi, không cần những cô gái khác để rồi anh vẫn cô đơn lẻ loi. Tiến thêm một bước hay em muốn bước thêm một tiếng baby, tiến thêm một bước hay em muốn bước thêm một tiếng baby. Ngày đi làm về 8 tiếng nhưng mà đâu sao, anh chỉ mong đường về này có ai đó kề bên anh. Ngã lưng ra sofa nghe nhạc của Moza, nhắm mắt lại một chút để anh thôi nghĩ về cô ta. Nhìn trước, ngon sau, hình như đâu có ai nhìn mình đâu. Nhắm mắt, hít sâu, ôm con gà cắm đầu chạy không dám hóa là đằng sau. Ê, đứng lại, ông đã nói mày đứng lại. Áo trắng, bắt cái thằng mà áo trắng. Trời đất quỷ thằng ơi, sao nó chạy nhanh dữ dàng vậy? Bên phải, bên trái, 1, 2, 3, 6 để chuyển vào tay. Cho em xin lỗi một lần, em năn nỉ. Hả? What? Cho em một lần nữa được không ạ? Tại vì em mới vừa hết bệnh á, nên là em một lần cuối thôi, em năn nỉ luôn. Mọi người cho em xin một tí noise cho 2K7 trẻ nhất hội trường ngày hôm nay được không ạ? Hôm nay em đi thi với thầy em vừa mới hết tiết xong em bay đến đây luôn. Ok. Em là thầy giáo của bạn Tưởng Vũ Lương ạ. Hôm nay hai thầy trò đi thi ạ. Thì em sẽ chơi ở trên con beat này, nhưng hôm nay em sẽ mang đến một nhân cách khác ạ, không phải là thầy giáo ạ. Sẽ chơi công bằng với tất cả mọi người luôn ạ. Chưa một năm nào mà có nhiều những câu chuyện hay như năm nay ở Rap Việt. Từ lúc mà casting Sài Gòn đến ra ngoài này, thực sự là năm nay chúng ta được gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh thực sự là đặc biệt và gây một cái niềm cảm hứng rất là lớn dành cho những người đang theo rap và yêu hip hop như chúng ta. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Một người đứng trên giảng đường mà đã đến ủng hộ chương trình chúng ta như thế và đem cả một hệ phương trình vào trong bài rap, và thực sự là làm này không phải ai làm được. Cái sự liên kết và cái sự tương tác giữa thầy trò như thế này chưa một ở đâu có cả, chỉ có Rap Việt mới có. Tôi xin hỏi là ở đâu có cái câu chuyện mà thầy lại còn chở trò đi casting chương trình như thế này không ạ? Chỉ có rap, hip hop mới có cái sự liên kết này thôi. Một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Gọi anh là một vị tướng tồi bởi vì anh ngu trong phòng thủ. Gọi anh là nghệ sĩ đi bởi vì anh thù trong phòng ngủ. Anh vẫn ước mình bây giờ vẫn được ngủ trong lầu u vì không phải MCK như anh vẫn ngủ trong phòng thủ. Parabol, nếu ta có thêm tham số thì nhẹ nhàng thôi, thay tọa độ tìm mờ và đừng có ham hố. Vẽ đồ thị cong bề mặt và đẹp như nên thơ. A nhỏ không thì quay xuống dưới chứ đừng ở trong mơ. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Thank you.
vuông. Đem lòng yêu thành phố vì ở đó có người ta thương. Rồi cắm súng dưới hố chỉ biết đi vượt qua không. Anh là một kẻ tha hương nên em quyết định rời xa luôn. Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.